Nếu như các bạn đang xem video này thì có nghĩa là các bạn đã phát hiện ra bí mật phương pháp học tiếng Anh siêu tốc. Phương pháp học tiếng Anh cực kỳ hiệu quả và chỉ cần 100 giờ đồng hồ có thể giúp các bạn nói chuẩn và tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Việc học tiếng Anh cũng tương tự như việc xây một ngôi nhà. Và để xây nhà thì chúng ta đầu tiên cần xây móng, sau đó xây tường và cuối cùng mới lợp mái ở phía trên. Chúng ta cần xây đúng theo thứ tự như vậy. Và để ngôi nhà xây được càng cao và càng to thì cái móng ở phía dưới phải càng chắc và càng vững. Tương tự như vậy, với việc học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ nào khác thì phần pronunciation hay phần phát âm chính là nền tảng mấu chốt, nền tảng quan trọng nhất mà các bạn cần xây chắc chắn ngay từ đầu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu phần pronunciation, phần phát âm của mình chưa tốt thì khi các bạn học thêm bất kỳ một từ nào mới trong tiếng Anh, các bạn cũng chưa thể ngay lập tức nói đúng và chuẩn từ này được. Và khi mình chưa nói đúng, chưa nói chuẩn thì việc giao tiếp của mình chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Người nước ngoài khi nghe các bạn nói có thể người ta không hiểu gì. Và khi người ta nói chính xác và chuẩn từ này với các bạn thì các bạn có thể cũng không hiểu người ta đang nói gì với mình, mặc dù có thể các bạn biết từ vựng này. Chính vì vậy, phần âm không chuẩn sẽ dẫn đến việc các bạn gặp vô cùng nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với người nước ngoài. Và xin chúc mừng tất cả các bạn! Nếu các bạn đang xem video này thì có nghĩa là các bạn đang được tiếp cận với bộ phát âm chuẩn tiếng Anh dành cho người Việt. Bộ phát âm mà sau khi các bạn luyện xong, các bạn có thể nói chuẩn được 100% Anh Mỹ toàn bộ tất cả những từ tiếng Anh. Và chắc chắn là sau đó khả năng nghe và nói tiếng Anh của các bạn sẽ tăng lên cực kỳ nhiều. Và để việc học đạt được hiệu quả cao nhất thì các bạn chú ý, trong quá trình học mình sẽ theo dõi video và làm theo đúng như tất cả những gì được hướng dẫn. Đồng thời, yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công là các bạn hãy kiên trì học từ đầu đến cuối và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình âm. Sau khi các bạn đã luyện xong phần âm, chúng ta sẽ cùng chuyển sang chương trình tiếp theo để giúp các bạn củng cố từ vựng ngữ pháp cũng như phản xạ giao tiếp nghe nói bằng tiếng Anh.